Đối với mình nghĩ là IELTS là một cái kỳ thi rất là phổ biến và cũng rất là quan trọng đối với rất là nhiều người mà có nguyện vọng muốn sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài nói chung. Và mình thấy IELTS bây giờ là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc đối với rất là nhiều người. Chia sẻ rất là nhiệt tình của anh Bình An đào ngoại thương được cả trường công IELTS và của Bình An là người giảng dạy tại trung tâm của em. Các khách mời của chúng ta thì chia sẻ rất là cởi mở và chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu của họ và những cái phần tương tác giữa khán giả và khách mời đều rất là họ có những cái tương tác rất là tốt và theo mình nghĩ thì khá chương trình.